cá nhân anh cũng như là gia đình anh thấy là cảm thấy rất là hài lòng với cái công tác của phục vụ khách hàng của chú. Dạ vâng. Em bên nội thất Habro, hôm nay em xuống để nghiệm thu công trình tủ bếp nội thất acrylic nhà mình. Thì em xin ý kiến của anh chị và gia đình để cho em xin ý kiến đóng góp cũng để phát huy những cái mặt tốt và mặt yếu của Habro ạ. Ok. Anh cảm ơn chú đã có lời khuyên anh. Vâng. Và như qua quá trình như anh cũng tìm hiểu cũng như vợ anh. Vâng. Tìm hiểu trên internet cũng như YouTube. Vâng. Thì thấy cái chương trình về vấn đề nội thất phục vụ bên chú Habro ạ. Habro. Rồi. Anh thấy cái sự nhiệt huyết cái cũng như là cá nhân của từng người thợ ấy, ta làm là rất là tốt. Dạ vâng. Đấy, từ đó mà anh chị mới quyết định xin số điện. Dạ vâng. Để gọi đến các chú. Dạ vâng. Cho đến nay thì anh đã thực hiện xong cái bếp này. Dạ vâng. Cá nhân anh cũng như là gia đình anh. Dạ vâng. Thấy là cảm thấy rất là hài lòng với cái công tác của phục vụ khách hàng của chú. Dạ vâng. Cho đến bây giờ là anh lắp được mới được có 5-6 ngày thôi, nhưng mà thực tế rất nhiều bà con ở trong cái thôn này. Vâng. Thực tế nói ở thôn này thì nó là vùng quê thôi. Vâng. Tức là so với thành thị thì nó khá là xa. Dạ vâng. Như ở chỗ anh đây nó gọi là thôn Vĩnh Trị. Vâng. Ý Yên, Nam Định. Ý Yên, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Dạ vâng. Ừ. Và anh cũng là những người gọi là cũng tham khảo nhiều và cũng quyết định mạnh tay làm cái này. Dạ vâng. Thực tế thì chi phí nó cũng là khá là cao. Đúng rồi. Nhưng mà cũng do sự quyết định của vợ chồng nên anh đã quyết định làm cái hạng mục này. Dạ vâng. Bếp này. Dạ vâng. Vâng, cho đến thời điểm này là anh chị rất là hài lòng. Dạ vâng. Rất là vui. Dạ vâng. Bởi vì là bà con trong xóm hay một số người đến tham khảo xem xét thì dạ vâng. Đều khen cả. Dạ vâng. Ừ, cho nên cái này anh cảm thấy rất hài lòng với cái chương trình phục vụ của các bên các chú. Dạ vâng, em cảm ơn anh Năng ạ. Rồi, ok. Thì trong quá trình làm việc cũng như là Habro cũng như gia đình nhà mình cũng em rất là cảm ơn anh chị đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho bên em. Trong quá trình làm thì nhà mình là cũng ở hơi xa ở trên xưởng em một chút. Thì bên em cũng có những cái khiếm khuyết và những cái thiếu sót nào thì anh chị cũng mong bỏ qua cho bên em để bên em cố gắng là để hoàn thiện tốt hơn những công việc còn lại nhà mình ạ. Hiện tại nhà mình có rất nhiều việc khác như là phòng khách, phòng ngủ. Đúng rồi. Đang hoàn thiện để bàn giao cho anh nhà trước Tết âm lịch. Ok. Để mình sử dụng làm sao về nhà mới để có đầy đủ nội thất nhất ạ. Vâng. Như vậy là tạm thời xong bước 1. Xong bước 1. Xong phần bếp thôi. Còn như ý anh chị qua bếp này xong anh chị mới quyết định bảo thôi, như vậy thì nhờ các chú làm tất. Dạ vâng. Từ tủ quần áo đến giường chiếu. Dạ vâng, vâng. Thì các hạng mục tiếp theo là các chú phục vụ tốt đúng như cái bếp này. Dạ vâng. Đấy. Đấy chị ạ. Đấy chị ạ. Làm sao để hài lòng anh chị. Ừ. Dạ em cảm ơn anh chị. Ừ. Ok. Chúc anh chị về nhà mới là gặp nhiều may mắn. Ừ. Và anh cũng chúc trong tương lai các chú một ngày một phát triển hơn. Dạ vâng. Rồi là một ngày một phú hơn cái mặt hàng nữa. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Cảm ơn nhá.